Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang ẩm thực sẽ làm cái món cá rô chiên xù nha cô chú chị và các bạn. Chiên xù cuốn bánh tráng. Cá rô phi này một con cân nặng 1,2 kg nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú và các bạn xem video nhớ ủng hộ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ để Phúc Khang có động lực làm thêm những video tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Xài máy mẻ sáng giờ. Hẹn rồi ba một mắm. Nó đâu cũng có một khẩu. Cái nào không? Máy nào đó thấy bà nội nó điện cho nó kêu cho một khẩu. Nó nhớ, lại nó nhớ xong cái nó hỏi từng từng cũng tỉnh hay xong cái nó quên. Bà nội điện á. Có chưa để tử tôi không? Tôi cắt miếng chưa để tử của ai? Giòn cú. Giòn cú luôn á. Thiếu chén đựng xương. Đúng rồi. Tấn khen đâu, chào cái coi. Trời ơi, khán giả trung thành với khán giả nhí gì mà ăn thâu không biết chào vậy trơn á. Còn Phúc Khang già nữa nè, chào cái coi. Alo. Nhà này Phúc Khang không à, từ nhỏ tới lớn. Lấy lại chấm chén mắm. Chích mấy mũi rồi? Giờ không nhớ mấy mũi nữa hết. Nó mới chấm ra thôi. Cũng muốn thở lắm chứ. Hấp dẫn quá. Pin này chú nhân với 7 là pin biết là pin qua đây. Còn con cá nặng ký là 1 ký mốt anh không? Ký mốt ký 2. Ký mốt ký 2. Hai con kia 2 ký 2 ký 3. Đi leo không? Ăn cả. Ủa đi leo anh không? Cặn cá nè. Chứ leo tủ lạnh còn mà. Bánh tráng này là không ngon không hả? Bánh tráng ngon tròn, trời ơi cuốn rồi. Cố Lý anh Lý Thông rồi. Thôi nhìn dẫn cho. Này cái gì vậy ta? Cá phi. Cái phi. Cái này người ta gọi là cá rô phi á, đúng không? Cá phi bự nữa ta. Thầy luôn. Nói kiếm chùm ăn hai cá rô phi đựng bự hơn bằng tay. Cái bằng tay cũng ngon. Cũng có đưa cá hấp hồn. Đựng cá cùng 7 lạng, 6 lạng thôi. Đựng chi mấy. Ngon quá, cánh thêm ăn cũng ngon quá nè. Cuốn thứ hai vậy phải không? Chào con. Mời cả nhà. Cá rô phi chiên xù. Sáng quá. Ừ. Nói rồi. Thử ra một thái vàng đấy. Ở đây mà ở dưới hàng bữa đồng động luôn hàng nó nóng bữa nóng. Có đèn mà có đèn vô 30 kg. 1 kg 45.000 cũng chẳng phải thương. Bác anh cho em bán tí xíu rồi. Họ bán đi. Lát cho 1 kg. Không tết gửi nó mua 2 bịch 2 kg ra nữa đủ nhiều lắm này lấy chưa được cũng có tư. Video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Nhớ cho Phúc Khang ẩm thực xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Cái này bánh tráng đâu cần những đứa làm. Một
cái rồi nay cái ăn cắn rất thích thịt luôn á. Em con cái nè. Cái là không nhúng nước mẹ cắn thì nhúng chết luôn. Cái thì nhúng nó bị như thế nào.